Chào các em, chúng ta tiếp tục với cái bài giảng trong cái môn học này. Thì hôm trước, chúng ta dừng lại ở chỗ nào? Hôm trước chúng ta nói về cái khái niệm gọi là Motion Control System. Đúng là chúng ta có ba cái ví dụ về cái Motion Control. Ví dụ thứ nhất, ở ba cấp độ khác nhau. Cấp độ nhất đó là cấp độ về position control, motion control, và cấp độ thứ hai là có velocity và cái motion. Cấp độ thứ ba là có là position của robot, đúng không? Có velocity và về cái torque hoặc là ở đây là chúng ta cũng nhắc tới một số các ví dụ về motion control của các cái hệ thống, các hệ thống mà chúng ta xem xét ở trong đây là các hệ thống được gọi là các hệ thống có cái fix, tức là in the ground, cố định in the ground, đúng không? Hôm trước là chúng ta cũng có cái review, tức là cái review về chuyện nội suy, đúng không? Tức là khả năng nội suy. Thì trước khi vừa vào cái bài giảng thì mình nhắc lại một số khái niệm, số các thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Việt. Mình có thuật ngữ tiếng Anh, mình là thuật ngữ tiếng Việt. Thuật ngữ tiếng Anh ở đây là mình có là motion control. Thì ở đây là không có thuật ngữ tương đương. Nói về cái motion control thì ở đây mình hiểu là gì? Có cái position, có cái điều khiển cái gì, velocity, có điều khiển cái gì, điều khiển cái torque, đúng không? Thì cái ví dụ mà mình vừa xem xét, cái position ví dụ về phần bây giờ velocity thì mình có ví dụ về máy CNC, torque thì là mình có đây là ví dụ về robot. Về cái mức độ khó, mức độ khó của chúng ta là chúng ta sẽ đi từ cái mức độ cái là dễ đến khó, không nào? Rồi thì thuật ngữ tiếp theo nó có thuật ngữ tiếp theo là chúng ta có thuật ngữ ngoài cái motion control thì chúng ta có cái thuật ngữ là interpolation. Interpolation thuật ngữ tiếng Việt ở đây là nội suy. Interpolation là mình có cái ví dụ dụ là mình có cái đường tròn đó, mình nói nội suy và phối hợp, cái nội suy và đồng bộ thì để chạy được một cái đường tròn như thế này trong cái máy CNC ấy, thì nó có cái trục x trục y, đúng không? Thì hai trục x y thì chúng ta có là vx chưa xin lỗi vy
trên Vx sẽ bằng là tan của alpha, trong đó alpha là cái góc để mà mình nổ suy cái góc được sắp xỉ từ cái đường đường tròn. Thì ở đây là cái interpolation để chỉ cái sự đồng bộ của hai trục phối hợp, đồng bộ phối hợp của hai trục để tạo ra được cái đường tròn này. Chữ interpolation này thì ở đây là chúng ta lý thuyết trong cái bài tập, trong cái hệ thống robot chúng ta có 6 bậc tự do là vị trí, hướng và hướng, thì nó cũng có cái chữ cái thực tử interpolation này. Thì trong cái motion control này á, thì chúng ta nhớ về thứ nhất là motion control nhớ thực tử về điều khiển vị trí này. Này gọi là điều khiển vị trí. Đây là điều khiển vận tốc. Ở đây là điều khiển tốc. Cái thuật ngữ interpolation thì tiếng Việt dịch ra có thể dịch ra đây là sự phối hợp, nổ suy. Đó là những thuật ngữ mà chúng ta sẽ học xuyên suốt trong cái môn học này. Thì mấy anh và với lại mấy chị có thể nhớ dùm. Thì nó có những cái ví dụ trên về cũng về điều khiển di động của mấy máy bay, những ví dụ về phức tạp, tức là cái những cái thiết bị ở đây thì cũng có cái dạng, tức là cái lĩnh vực về motion control thì nó rất là đa dạng, nó có những trường hợp là phức tạp như cái máy bay đúng không, hoặc là như tàu thủy. Như ở đây là mình trong cái môn học này, thì trong cái môn học này thì mình chỉ tập trung phân tích vào cái motion control của cái chuyên động điện trong trường hợp tĩnh mà thôi. Những thiết bị gọi là động cơ AC servo là trong cái môn học này, thì ở trong ngoài nội mà điều khiển học hết về điều khiển cái AC servo này thì cũng đủ, thì cũng đủ xài mà đủ chơi nhiều hệ thống rồi. Đó, cái AC servo này thì nó áp dụng trên những hệ thống là conveyor, đúng không? Nó CNC robot. Những hệ thống này nội, những hệ thống này trong công nghiệp, tức là trong industry, trong cái factory là cũng đủ chơi rồi. Thì ở đây trong cái học phần của chúng ta có lý thuyết, thảo luận và thí nghiệm. Thì do cái dịch là trong cái COVID-19 này của chúng ta, thì cái này nó chuyển sang là online. Tuy nhiên mà để motion control cái AC servo này mà online thì nó cũng dở. Đó. Tuy nhiên là mình cũng không có cách nào khác hết. Bây giờ online thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ phối hợp các cái phần mềm mô phỏng. Thì do trong cái học kỳ này á, là tôi cũng bị động trong cái chuyện này. Thì bị động có nghĩa là trong học kỳ này là cái việc mà dịch nó đến và cái việc khai giảng của ông học nó cũng bị động. Do đó là tôi cũng đang soạn cái bài thí nghiệm. Tuy nhiên cái bài ở đây á, thì chúng ta sẽ có
ở trên là phần mềm vật phẩm này. Làm trên phần mềm vật phẩm thì trên vật phẩm chúng ta có những cái phần mềm sau đây. Thứ nhất là phần mềm mềm về cái những phần mềm về mô phỏng hoạt động của động cơ servo của hệ thống Java, rồi MATLAB, rồi có thể là sử dụng phần mềm Robot Studio của ABB để thực tập. Thì trước khi cho trong cái môn học này của chúng ta là chúng ta sẽ tập trung vào cái gì? Cái gì chúng ta sẽ tập trung vào cái motion control của cái electric device. Thì cái electric device này thì mình tập trung vào cái AC servo. Thì AC servo này á, câu hỏi đặt ra là AC servo có phải là bao gồm từ hai thành phần, có nghĩa là động cơ AC motor và được điều khiển theo cái cộng cái encoder hay không? Đó, thì xin thưa là không phải, đúng nào? Do đó là để từ cái việc học của cái động cơ AC servo này thì giờ mình đầu tiên là mình phải review trên các cái electrical device trước, tức là mình phải review trước, tức là mình phải đi từ từ lên, là từ cái này học tôi nghĩ là mấy anh học ở môn trang bị điện rồi. Đó, tuy nhiên ở đây lớp nào tôi cũng phải nhắc lại hết. Học về one principle of electric, right. Mình phải học. Thì ở đây cái electric actuator của mình á, thì mình sẽ review các đi từ các đầu tiên là DC motor, đúng không? Mình qua tới cái brushless DC motor. Rồi mình sẽ tới cái stepper motor, sau đó là mình tới cái AC motor. Đó là đường mình đi là như vậy. Thì đầu tiên mình nói về cái nguyên lý của cái DC motor. Đó, DC motor thì nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là phần starter, đúng không? Phần trong nó gọi là rotor. Có cái này là thường thì mấy em cái này thì nó nằm ngoài, cái rotor nó nằm ở trong. Đó. Tuy nhiên là có một số trường hợp là nó đảo ngược lại nha, tức là rotor nằm ở ngoài, stator nằm ở trong. Vậy thì để xác định cái nào là rotor và cái nào là stator không thì rất là đơn giản. Cái nào mà quay á, để xác định rotor thì cái này là tiếng cái chữ ro rồi. Chữ ro này có nghĩa là gì? Là rotation. Đó, giờ đó cái nào quay thì đó là rotor. Cái nào mà tĩnh á, cái này stator, nó gọi là static, gọi là stator. Đúng không nào? Thì cái người phát minh ra cái động cơ DC motor này á, là ông Faraday. Faraday là một nhà vật lý thực nghiệm. Lý thực nghiệm có nghĩa là gì? Hay là vật lý ứng dụng, tức là ông phát minh ra các định luật vật lý, rồi thực nghiệm nó, rồi ứng dụng nó để vào cái ứng dụng cụ thể. Nó khác với là lý thuyết, thì ông phát minh ra một cái định luật gọi là định luật Faraday.
Cái này mình học ở cấp cấp 3 rồi. Tuy nhiên ở đây tại sao mình nhắc lại về định luật này? Định luật này là luật rất là cơ bản, làm tiền đề cho tất cả các cái loại, làm tiền đề cho tất cả các cái ứng dụng của các cái loại động cơ, rồi các cái chế tạo động cơ cho tới ngày hôm nay luôn. Thì định luật này còn có cái tên gọi khác là định luật tức là nó đi kèm với cái hiện tượng gọi là hiện tượng tự cảm. Thì hiện tượng tự cảm này có thể giải thích chi tiết từ cái nhà vật lý lý thuyết gọi là Maxwell. Ok, mình cũng không nên rườm rà quá chỗ này, mình đi sâu vào cái ứng dụng luôn. Ok, mình đi rót ly nước cho mình vừa rót ly nước mình quay lại. Thì ở đây nó có hiện tượng, tức là ở đây là gọi là hiện tượng tự cảm. Đó. Thì ở đây hiện tượng tự cảm là gì? Ở đây là mình có cái này là cái nam châm vĩnh cửu. Nếu như đây là cái lớp học mà offline thì mình đem luôn cái động cơ BLDC này lên, đem cái động cơ DC và đem lên động cơ BLDC lên, đúng không? Rồi đem động cơ DC lên cho mấy em coi, nhưng mà bây giờ online thì mấy em coi đỡ qua cái hình này. Thì ở đây đây là tự nhiên mình nói về hiện tượng Faraday trước, tức là ở đây là Faraday set up một cái thí nghiệm như sau. Thứ nhất là cái nam châm vĩnh cửu, mình sẵn mình làm quen một số thực tử bằng tiếng Anh mình ha, mình học mà mình mất nhỉ. Cái permanent magnet này. Thì đây là cái nam châm vĩnh cửu. Thì nam châm vĩnh cửu này tạo ra một cái gọi là đường xích từ. Cái đường xích từ này tiếng Anh gọi là magnetic field. Đây là cái đường xích từ. Thì trong cái đường xích từ này, thông qua trong cái magnetic field này, mình đặt một cái khung dây. Tức là đặt một cái frame. Thì trong cái frame này mình cung cấp một cái ở đây là một cái sức điện động, là một cái electric voltage. Trong cái electric voltage chỗ này, thì trong cái electric voltage này thì nó khi ra cái lực F, F lúc đó là trong cái khung dây sẽ có cái lực F tác động lên cái khung dây này. F này bằng gì? F này là sẽ bằng là
D là của cái đường xuất từ, tức có hướng của cái đường xuất từ nhân với lại là y là cái vector chỉ cái dòng điện. Thì ở đây á, là nếu như mà mình hướng cái lực F này, hướng lực F này có thể sử dụng là quy luật bàn tay phải cho một cái tâm diện phận. Thực ra thì cái luật bàn phải này nó đến từ cái công thức này thôi, tức là F nhân là vector là tức có hướng giữa cái vector của cái đường xuất từ và cái vector của cái xuất điện điện động, vector của cái cường độ điện, đúng không nào? Nhưng mà ở đây là cái hay của nó là tạo ra từ F, đúng không nào? Thì ở đây nếu như ở đây tạo ra cái lực F đặt lên trên cái khung dây, thì ví dụ như đây ở đây là mình có một cái trục đi ngang cái khung dây, ừ. Thì đây tạo lên cái lực F, ở đầu bên kia cũng tạo nên cái lực F nữa, ừ. Đúng không nào? Và cái chiều dài của cái khung dây, giả sử cái bề rộng của khung dây là D, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có đây là cái khung dây đó, ở đây đặt lên đây một cái lực F. Thì cái lực F này á, là nó sẽ tạo ra cái nhũ lực, là cái moment sẽ là nó làm quay cái khung dây này quay bên trục của nó, đúng không? Đó là ở đây là hai cái lực F tạo ra được một cái moment. Cái này là moment, cái nhũ lực hoặc là tác động lên khung dây. Đó là cái thí nghiệm của Faraday. Thì từ cái thí nghiệm của Faraday, tức là từ cái hiện tượng, từ cái lực F, F là gọi là lực cảm ứng, lực tự cảm, lực cảm ứng. Cái này là gọi là lực cảm ứng, đúng không? Thì từ F này sinh ra một cái moment là cái nhũ lực, nó sẽ quay xung quanh cái khung dây, đúng không? Vậy thì nếu như mà tôi ở đây là mình mới để vô nhiều cái khung dây nữa, không như nào. Thì tổng các moment động lực này nó sẽ bằng là tô 1 sigma tô cho tới là n, tức là tô tổng sẽ bằng sigma y đi từ 1 cho tới n tô y, đúng không? Thì nếu như mình quan sát ở trên này thì ở đây á là mình sẽ thấy được ở đây là đây phía trong này là các cái dây dây quấn, đúng không? Dây quấn này chính là các cái khung dây được quấn để cố định các khung dây này, thì nó cần một cái frame, đúng không nào? Nó cần cái frame, mà cái frame này khi em tháo cái động cơ ra em sẽ thấy được là nó quấn vòng 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 quanh cái chỗ này để tạo thành các cái khung dây. Thì lưu một điểm lưu ý ở đây á, điểm lưu ý ở đây á là các nếu như các cái khung dây này mình vẽ một cái vị trí đặc biệt, vẽ cái vị trí đặc biệt là đây là khung dây nằm ngang, bây giờ mình có khung dây đứng, đúng không nào? Đây là khung dây đứng. Thì ở cái khung dây đứng đây là dòng điện vẫn chạy như thế này, nếu dòng điện y vẫn chạy như thế này thì đây là mình sẽ có được, đây là F sẽ bằng là B tức có hướng với lại y, đúng không nào? Nếu như mà mình không biết là B sẽ bằng là B, tức là cái mô đun của B
nhân với cái này, dấu này là nhân, cái này là tích có hướng. Tiếng Anh nó gọi là, đây là gọi là cross. Crossword, đây là y nhân với lại là cosine của giữa b, vector b và vector y. Thì ở đây là mình thấy là ở đây cái góc, nếu như cái góc hợp bởi cái vector, đây là cái vector trường độ điện, nếu như cái góc hợp bởi cái vector y này với lại cái là nó bằng zero, vector nào bằng zero, thì ở cái vị trí mà cái khung dây dựng đứng lên thì góc này là bằng zero, mà góc này bằng zero thì chúng ta sẽ có lực lực F ở đây là bằng zero, đúng không nào? F zero thì suy ra được là gì? Moment nó bằng zero, đúng không nào? Giả sử như ở đây cái khung dây này nó quay lệch thêm một góc nữa, mình giả sử đây là mình có cái khung dây nó quay lọc nước nữa, mình xếp một cái vị trí nữa, đây mình xếp thêm cái vị trí này, nó vẫn xung quanh cái trục này, xếp thêm vị trí nữa thì lúc này cái F này nó bắt đầu nhỏ hơn không, bởi vì cái góc cosine của nó, cái góc này bắt đầu là nó âm, mà âm do nó nhỏ hơn không. Do đó là ở đây á, cái moment của mình á, hồi nãy á, cái moment của mình là như thế này. Rồi. Nãy cái moment của mình á. Rồi, để dùng cái mặt này. Cái moment của mình hồi nãy á, là nó kéo khung dây quay như này, thì đối với lại khi mà nó lọt qua khỏi vị trí chính giữa, vị trí khi những đứng thì cái moment của cái khung dây màu xanh đó là nó phải ngược lại, đúng không? Đó. Khi đó nếu như mà mình bố trí một cái giả sử đây là cái stator, đó. Ở đây là bố trí, ở đây là cái khung dây, đây cái khung dây, đúng không nào? Nãy như mình vẽ một cái khung dây, cái khung dây, cái khung dây, đúng không nào? Thì cái motor nếu như mình bố trí giống như cái hình này thì cái motor sẽ không quay. Không quay là bởi vì sao? Bởi vì là hai cái moment này, nếu như cái dây bố trí đối xứng thì hai cái moment của ví dụ như ở đây là cái đường xích từ nó ở trong này. Thì đây là đường xích từ, đây là, đây chính là cái 500 vĩnh cửu ở đây. Thì cái đường xích từ ở đây á, nếu bố trí như vậy thì motor là cái đường, cái 500 vĩnh cửu ở đây, thì những cái khung dây này nó sẽ không, nếu như bố trí như vậy thì nó sẽ cân bằng mà nó sẽ không quay, đúng không? Do đó là ở đây người ta mới bố trí thêm một cái gọi là cái brush. Cái brush gọi là cái chổi á, gọi là brush collector, gọi là cái cổ góp, hay là cái triệu chứng.
cái cổ góp hay là cái ở đây là cái cổ góp. Thì ở đây nó có cái post collector ngay chỗ này, đây là cái cổ góp. Cái cổ góp này nó cấu tạo thì đây đây là cái hình dạng của cái cổ góp nè. Thì ở đây á, là cái khung dây này nó sẽ, cái cổ góp nó có tên là cumulator đúng không? Ở đây là cái post, cái post này là nó sẽ cố định với là cái vỏ, với vỏ hay là cố định với là cái stator. Thì cái cấu góp này ở đây là cái commutator, thì cái commutator này thường nó là vật liệu bằng là bằng thau. Còn cái cấu góp này á, nó làm bằng than, than chì. Tại sao là nó dùng vật liệu là bằng thau và than chì? Mục đích của nó là cái gì? Giảm ma sát. Nhưng mà tại sao nó giảm ma sát? Bởi vì là một chi tiết á, là cố định chi tiết quay nhưng mà vẫn phải sao, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải tiếp xúc. Do đó là ngay tại cái chỗ này do là nó vẫn phải tiếp xúc. Tại vì sao? Bởi vì á, nếu như mình quan sát ở ở đây cái này nó, khi mà cái này nó quay lên đây, khi mà cái này nó quay qua một nữa, tức là cái tô màu, cái màu xanh này, một bên cái màu đỏ này. Thì khi cái màu xanh nó, cái màu đỏ, khi cái màu xanh này nó quay lên đây đúng không nào, thì cái màu đỏ nó sẽ đi xuống dưới. Thì khi cái này, cái màu xanh này nó sẽ tiếp xúc qua bên phía bên đã tiếp xúc cái màu đỏ, thì cái màu đỏ nó tiếp xúc với lại cái màu màu xanh ở phía bên này. Do đó là gì? Do đó là chúng ta sẽ thấy được là đối với lại cái commutator kiểu này thì nó được, đó là gì, cái cường nó sẽ giúp cho là gì, cái current. Cái này nó hay, tức là ở đây là trừ nè, ở đây là cộng nè, đúng không nè? Thì khi mà cái này nó quay ngược lên thì cái nhánh bên cộng nó sẽ đổi thành trừ và trừ đổi thành cộng. Do đó cái current này, tức là cái hướng của dòng điện này nó sẽ change, tức là nó sẽ thay đổi. Thì cái current mà change á, hồi nãy là bởi vì nếu như mình quay lại cái slide trước thì nãy là do là cái cường độ dòng điện là không đổi thì cái lực nó mới đổi. Còn bây giờ nếu cường độ dòng điện đổi thì cái F là cái nó giữ nguyên, F giữ nguyên là torque nó sẽ giữ nguyên. Do đó là cái động cơ nó sẽ sao, sẽ quay toàn vòng. Thì do đó là đối với động cơ DC motor ở đây thì nó có hai điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Động cơ DC, thứ nhất là nó hoạt động. Theo tự cảm là vì sao, là ở đây á, là từ tức là ở đây bản thân cái dòng điện nó gì, nó không dây nó quay thì nó tạo ra cái lực nằm trong.
Thì ở đây về vật lý thì mình không giải thích sâu, nhưng mà cái nguyên lý về tự cảm của nó là như vậy. Thì ở đây cái hoạt động theo lực tự cảm thứ hai là nó hoạt động theo cái gì? Thứ hai là nó cần phải có cái chảy thèm, cổ gớp nó nè. Thì ở đây khi mà nó hoạt động theo cái hiện tượng tự cảm, thì ở đây là mình thấy cái lực của cái lực từ này nó sẽ phụ thuộc vào gì? Đối với cơ DC là phụ thuộc cái gì? Phụ thuộc vào cường độ dung điện, phụ thuộc vào năm trăm vĩnh cửu đúng không nào, và phụ thuộc vào cái gốc. Hồi nãy sorry, hồi nãy cái gốc cái chỗ này là sin. Tức là sin từ góc tối nha, nó sorry nha, cái này là sin. Cái chỗ này cái y này á, thì do đó là gì, cái lực tác động lên cái số ruột của y, và cái b b ở đây là cái b ở đây là phụ thuộc vào cái 500 mà đúng rồi. Y ở đây phụ thuộc vào cái gì? Vào điện áp này. Đúng rồi. Còn cái sin alpha thì ở đây là để giải quyết cái chuyện mà cái lực này nó thay đổi sin alpha, thì giờ là mình đã giải quyết bằng cách là gì? Mình bố trí nó nhiều cái khung dây. Đúng rồi. Bố trí nhiều khung dây. Thì đây là điện áp và 500 đúng không? Do đó ở như mình nói là chỗ là motion control, motion control thì nó đặt ra vấn đề thứ nhất là position, thứ hai là velocity, thứ ba là force đúng không nào? Thì ở đây là mình xem lại, đây là thứ nhất là F này nó cũng liên quan đến force đúng không? Thì ở đây là cái 500 là đối với lại mỗi cái động cơ gần như là cố định, với mỗi động cơ đó hầu như là cố định với mỗi động cơ. Tại vì mỗi động cơ thì mình đâu có là mỗi động cơ thì mình đâu có cái ở khi mình đâu có là thay đổi cái stator của nó làm gì, thay đổi cái 500 của nó làm gì đúng không nào? Đó. Do đó là ở đây để thay đổi, để điều khiển cái tốc độ và cái tải, thì đa số là mình phải điều chỉnh cái gì để thay đổi tốc độ và tải. Để thay đổi tốc độ vận tải thì ở đây là mình phải điều chỉnh cái gì? Mình phải điều chỉnh cái điện áp. Đúng không nào? Điều chỉnh cái điện áp. Do đó, cái vấn đề về thứ ba chỗ cái DC motor này là vấn đề về control. Control chỗ DC motor này là control cái gì? Control cái điện cấp vào. Rồi, ở đây mình thử nêu một cái ví dụ về điều khiển tốc độ của động cơ DC motor. Rồi bây giờ mình đã biết cái điều khiển thế nào để nguyên lý của động cơ DC motor rồi. Bây giờ mình nêu một ví dụ. Giả sử đây có cái động cơ đó nè. Động cơ. Ở đây là mình gắn vào cái động cơ một cái cánh tay máy nhỏ thôi. Ở đây là mình muốn điều khiển cái gì? Điều khiển cái góc quay của cái động động cơ.
và cái mục tiêu điều khiển. Tiêu điều khiển đây là gì? Điều khiển tấm tài. Quay một góc theo ta và dừng lại. Có nghĩa là cái cánh tay máy này, tay này nó giả sử nó đang ở vị trí không, nó quay đến cái vị trí góc theta d nào đó mà nó dừng lại ở chỗ này đó, mà nó đang dừng lại. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ trong vòng là 3 phút xem là cái giải pháp kỹ thuật nào để mình có thể giải pháp kỹ thuật nào để mình thực hiện cái này. Đúng là bạn suy nghĩ nên là giải pháp kỹ thuật rồi mình sẽ giải đáp, tức là giải pháp kỹ thuật để thực hiện cái mục tiêu điều khiển này. OK, thì bây giờ giải pháp kỹ thuật. Cái giải pháp kỹ thuật ở đây là gì? Thì ở đây là mình mới phân tích đây nè. Tức là cái motor thì cái việc mà nó quay được một góc mà nó dừng lại á, quay được một góc và dừng lại. Thì ở đây mình có thể có được các cái giải pháp kỹ thuật. Ở đây là đầu tiên là motor ấy, thì mình biết là cái tốc độ của motor DC mình cũng nên biết ha, tốc độ phổ biến, tốc độ phổ biến là khoảng 1450 vòng trên phút. Thì cái 1450 vòng phút này, cái tốc độ này là tốc độ gọi là phổ biến ấy. Phổ biến có nghĩa là nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào cái số lượng dây quẩn trong đó, đúng không nào? Tại sao phụ thuộc số lượng dây quẩn? Như phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái lực. Lực này, và cái lực này nãy mình nói là phụ thuộc gì? Phụ thuộc vào cường độ dòng điện nè, phụ thuộc
trăm nè, nữa nè. Còn cái cường độ điện này thì đương nhiên là, và cái nãy mình quên cái điều kiện là cái n là cái số cuộn dây. Rồi giờ giải pháp kỹ thuật của mình là như thế nào? Đây là mình có cái motor nằm này. Đó. Thì để nó quay được một góc theta, để quay được góc theta thì nãy cái tốc độ của nó là 1450 vòng trên phút. Đó. Do đó là ở đây để mình muốn quay được cái góc theta đó thì quay được thì nó cái động cơ mà để nó làm cho nó quay chưa đến một vòng thì nó cực khó là không thể được, do đó là mình phải qua gắn thêm một cái gearbox, tiếng Việt nó gọi đây là hộp số, gắn thêm cái hộp số thì cái hộp số này nó sẽ giảm tốc xuống, đúng không? Nhà giảm tốc đây sẽ chẳng hạn nó giảm tốc từ giảm tốc xuống khoảng là 60 vòng phút, tức là đầu ra 6 vòng phút. 6 vòng phút có nghĩa là một giây thì nó sẽ quay được một vòng, đúng không nào? Thì ở đây bắt đầu mình gắn thêm ở đây một cái encoder, gắn thêm cái encoder này. Bài toán hồi nãy là bài toán vị trí ở đó là để kiểm soát vị trí. À, ở đây là mình bắt đầu vẽ một cái block diagram ở đây. Ở đây là DC motor. Thêm trên DC motor này ở đây là mình muốn điều khiển cái góc theta. Cái cảm biến để học tiếp của mình ở đây là gì? Là một cái encoder. Cái bộ điều khiển ở đây mình có bộ controller. Ở đây là mình mong muốn là quay góc theta d, đúng không? Thì trên cái sơ đồ điều khiển này, khi mà cái encoder của mình là nó đếm được, tức là encoder thì nó sẽ đếm cái số xung, đúng không? Giả sử mình lấy ví dụ, giả sử như là encoder của mình là 200 xung vòng, đúng không? Từ 200 xung vòng đó, thì có nghĩa là nếu như góc một vòng đó là 360 độ, nếu như mà mình muốn quay một góc là 180 độ thì tương ứng như nhiêu? Tương ứng với lại 100 xung. Thì anh encoder mình đếm 100 xung, tức là động cơ sau khi mà cho nó quay nó đếm đủ 100 xung, ở đây đếm đủ 100 xung chẳng hạn. Đó. Thì cái sai lệch ở đây là bằng zero. Error bằng zero. Thì error bằng zero là ở đây cái điện áp cấp vào động cơ là bằng không. Đúng không? Nếu áp đúng rồi không thì động cơ ở đây là cái mô măng là bằng không. Do đó là xong quay nữa. Tuy nhiên ở đây là với ứng với cái thực tế ở đây là ví dụ như cái động cơ này. Ứng với cái thực tế chút xíu. Đây một cơ này, ví dụ như thế này nó quay lên góc mà mình ở đây mà mình không cấp điện cho G không quay nữa thì cái này nó sẽ sao? Nó sẽ rớt xuống, Thế đó, cái giải pháp kỹ thuật ở đây ngoài cái encoder ở đây thì mình phải bố trí thêm cái gì nữa? Một cái break. Đó, nó là một cái thắng. Một cái vai trò khác của cái gearbox ở đây là cũng có cái vai trò là cũng có độ tự hãm á. Đúng không? Cái gearbox nó cũng gọi là, nhưng mà đó là câu chuyện khác, mình nói sao. Thì đây là cái giải pháp kỹ thuật và cái vòng điều khiển của mình là sử dụng hoàn toàn vào cái encoder này. Đúng rồi. Tuy nhiên ở đây mấy em có biết một cái vấn đề gì hay không? Mình có lưu ý được cái vấn đề gì hay không? Đây là giải pháp kỹ thuật.
Motion. Tự nhiên mình tắt hết. Rồi không sao. Để mình đợi lại. Để mình tự nhiên mình xóa hết. Thì ở đây là giải pháp kỹ thuật của mình là gì? À, ở đây có động cơ nữa, đây có gearbox nữa, đây dẫn vô cái này máy nữa, đây có gì, có encoder, đây có thắng, đúng không? Đây là đây có cái gearbox, ở đây có cái encoder. Ở đây có cái gì? Có cái break. Cái sơ đồ khối là DC motor. Đây là một cái controller. Này thì cũng đi nhé. Đây mình có cái folder. Phương pháp điều khiển của mình, nếu như mình có một cái phương pháp phân tích, tức là mình trình bày phương pháp phân tích, phương pháp này nó gọi là time. Đây là P. Thì đây là velocity, đây là velocity of motor. Đó nè. Thì ở đây mình vẽ thêm một cái sơ đồ ở phía dưới nữa, là sơ đồ về sự phụ thuộc của velocity về hoặc cái khoảng cách hay là góc theta. Đây giả sử như là góc này góc theta d, cái động cơ nó bắt đầu nó chạy với vận tốc, đầu tiên nó là vận tốc nó bằng không, nó mất một khoảng thời gian, đúng không? Khoảng thời gian nó đạt tới cái vận tốc là về d nào đó, sau đó là nó bắt đầu chạy, nó chạy đạt tới cái góc theta d này. Tại vì cái encoder mình là đến cái góc theta d này, đúng không? Thì bắt đầu là khi là theta bằng theta d thì mình làm gì? Thứ nhất là stop động cơ, thứ hai là gì? Tác động lên cái brake, tác động lên cái thắng, đúng không nào? Thì ở đây là cái đồ thị vận tốc, vận tốc mình này đang giữ nguyên, tới đây cũng giữ nguyên luôn, ngay tại điểm giữ nguyên. Thì khi mình tác động lên cái thắng, tác động lên cái thắng thì ở đây á, cái vận tốc này mình phải chú ý cái chỗ này, cái vận tốc chỗ này nó đâu có giảm về không liền được, đúng không nè? Nó phải mất một khoảng thời gian, nó giảm về không, tức là khoảng thời gian. Thì ngay cái khoảng thời gian này nó giảm về không chỗ này thì cái vị trí mình đạt được á, là một vị trí là theta d phẩy. Tức là cuối cùng là vị trí đạt được là một vị trí theta d phẩy khác với lại theta d. Nếu mình áp dụng cái chiến thuật điều khiển này, đúng không nào? Ở đây là do đó nếu theta d phẩy mà khác theta d có nghĩa là cái gì? Cái position control của mình là không
được thành công, đúng chưa? Không được thành công. Không được thành công. Vậy thì bây giờ cái chỗ này mình phải thay đổi, không được thành công mình phải thay đổi cái khác. Do đó là người ta mới đưa ra một cái cơ chế khác. Cơ chế khác là tại đây, trước khi nó đến cái vị trí thi ta đê một bạn, tức là trước khi đến một bạn thì ngay tại chỗ này mình phải giảm tốc, mình phải bắt đầu giảm cái tốc độ của động cái động cơ, để khi mà nó đạt được vị trí thi ta đê này thì mình tác động được cái vết này luôn, đúng không? Đó là cái chiến thuật của mình giờ là khác. Thế của mình là gì? Khi tức là chiến thuật của mình đó là khi cái encoder là đếm được, ở đây mình có được là cái theta d free, tức là ở đây khi encoder đếm được một cái số sum là bằng theta d trừ đi một khoảng là delta theta, tức là cái này là theta d free, tức là free có nghĩa là chưa đến. Khi nó đếm được cái khoảng này, thứ nhất là encoder đếm khoảng này á, thì đây là bắt đầu là thực hiện giảm tốc. Sau đó tới gì? Sau đó là khi mà encoder nó đếm được á, là theta d theta bằng với lại là theta d thì mới là sao, mới là ngưng cấp điện, tức là cho về bằng không, đồng thời khởi động cái gì, cái break, cái thì như vậy do là cái quán tính trong cái đoạn này tới đây á, cái quán tính này nó sẽ giảm từ từ đó, nó giảm từ từ, do đó là cái break, cái thắng trong chỗ này á, nếu như đi theo cái đường này á, thì cái quá trình break này nó mới làm việc, đúng không nào? Do đó từ đây là mình sẽ phải tính tới một cái sơ đồ khác, cái sơ đồ mình phải vẽ lại cái sơ đồ điều khiển, mình có cái sơ đồ điều khiển khác. Mình có cái sơ đồ điều khiển khác thì ở đây vẫn là gì, vẫn là động cơ DC một cả, đúng này. Ở đây là tín hiệu họa tiết duy nhất của mình, ở đây là vẫn là gì, vẫn là cái encoder, tuy nhiên ở đây là mình có một cái bộ điều khiển, cái này là bộ điều khiển cái controller of velocity, là mình phải điều khiển tốc độ, tức là mình phải điều khiển cái tốc độ trong đây, do đó mình cần phải có bộ điều khiển tốc độ. Và cái bộ điều khiển tốc độ này là ở đây là do nó có điều khiển tốc độ, do đó là cái encoder này nó phải đưa qua một cái bộ tính tốc độ, tức là nó phải là cái velocity này, ở đây là dùng cái encoder, thì từ cái encoder này á, là mình phải lấy cái tín hiệu là mình đạo hàm cái vị trí, tức là tín hiệu ở đây là d theta theta và tín hiệu về vận tốc mình mới feedback lên này, mình feedback lên này, đúng không? Rồi ở ngoài này á,
thì cái nhiệm vụ cái bộ điều khiển vị trí tức là control of position nó vẫn có ở đây, nó vẫn nhận được cái tín hiệu reference là tín hiệu theta. Ở đây là mình vẫn lấy cái tín hiệu từ encoder đưa về đây, đúng không nè? Cái reference này á, là nó sẽ tính ra được, nó cho mình biết được là bây giờ nó đang ở cái vị trí nào, và ở đây nó sẽ tính ra được cái velocity, velocity of motor, đúng không? Do đó ở đây để điều khiển được, tức là để control được cái position, ở đây để control position một cách gọi là chính xác, thì thực ra là mình cần cái hai vòng điều khiển, vòng điều khiển về vị trí và vòng điều khiển về vận tốc, đúng không nào? Chứ không chỉ là vòng điều khiển về vị trí, đó là điểm khác biệt. Và cái vòng điều khiển này là vòng điều khiển gần như, tức là ở đây vòng này là vòng điều khiển về về lửa city, cái vòng lớn bên ngoài này vòng điều khiển về position. Thì cái sơ đồ này rất là kinh điển trong cái điều khiển servo, tức là điều khiển vị trí. Thì ở đây các em thấy là cái gì, các em thấy được một vấn đề là cái việc mà điều khiển chính xác về vị trí nó cần phải được điều khiển về vận tốc kèm theo, chứ không, hai cái đó nó không có đi, không có đi lẻ loi được, không đi, không có đi lẻ loi được. Rồi. Thì quay trở lại cái sơ đồ này của cái quay trở lại cái sơ đồ này của cái động cơ DC. Thì quay trở lại cái động cơ DC ở đây, thì ở đây á, là mình muốn mình phân tích lại, tức là mình lực ở đây á, là mình muốn điều khiển lực á, là mình sẽ điều khiển cường độ dòng điện, đúng không, số vòng dây. Ở đây á, là mình lực sẽ sinh ra torque, torque sẽ sinh ra vận tốc, đúng không? Do đó mình muốn điều khiển vận tốc thì mình điều khiển cường độ dòng điện và cái vận tốc, cái vận tốc. Thì ở đây cái số vòng dây, số vòng dây quấn đó, số vòng dây quấn là gần như là sao, là cố định, đúng không? Do đó để điều khiển cái vận tốc này thì sao, thì mình tương đương với việc điều khiển cường độ điện, tức là mình sẽ có được về đó City sẽ tương đương với điều khiển cái gì? Điều khiển điện áp, chúng ta điều khiển là voltage. Tuy nhiên, ở đây nó có cái vấn đề kép. Nó có cái vấn đề kép. Vấn đề kép ở đây là gì? Cái velocity này nó cũng liên quan tới cái phải, là liên quan tới cái moment. Vậy thì nếu như mình điều khiển muốn giảm tốc độ hay là tăng, muốn giảm tốc độ thì mình giảm cái điện áp, động áp nó làm giảm luôn cái moment. Hồi nãy mình xem lại cái ví dụ về cái tay máy của mình. Ở đây cái tay máy này, ở đây nó có cái tải M, đúng không nào? Bây giờ lúc nó quay, cần quay nhanh đó, thì cái điện áp này nó tăng, nó giữ ổn định,
nếu mà quan trọng mình giảm đi ngáp, giảm đi ngáp, thì nếu như giảm đi ngáp nó giảm luôn cái tải, tức là cái voltage giảm, dẫn tới là gì, cái torque giảm. Torque giảm dẫn tới là nó có thể không thể mang được cái tải này, mặc dù giảm vận tốc thì được rồi, nhưng mà giảm giảm vận tốc để giảm thêm tải, giảm tải nó không mang được cái tải này hay sao, đúng không? À, với điều kiện bình thường á, ví dụ cái động cơ 24V cấp vô thì nó mang được tải, nhưng mà do là mình điều khiển cái vận tốc là mình giảm xuống 12V, mà khi giảm xuống 12V mà nó không mang được cái tải này thì sao, đúng không? Do đó cái giải pháp kỹ thuật của mình ở đây, cái giải pháp kỹ thuật của mình ở đây nó vẫn còn vấn đề là gì, là làm sao tức là làm sao để điều khiển vận tốc mà không làm giảm khả năng tải. Đó là câu hỏi lớn. Thì nếu như em mua cái động cơ DC về thì em thí nghiệm là em được cái này không, sẽ biết được rồi. Đó. Thì hồi đó tôi mới ra trường, lúc tôi mới ra trường thì lúc đó là cái máy CNC nó rất là hiếm, nó không phải rất là hiếm, cũng có, nhưng mà CNC là cái thứ dữ chứ không phải là mới, là ai mua được cái máy CNC mới là cưng và cả gia tài. Thì cái máy CNC này người ta bắt đầu mới nhập những cái máy CNC cũ về để làm gì, để cho là người ta nhập máy CNC cũ về để người ta bắt đầu người ta bán cái phục hồi lại và bán. Thì lúc đó cái thế hệ cái điều khiển servo lúc đó, tức là những máy CNC đó nó đều điều khiển vị trí hết, thì nó đều dùng cái động cơ DC chứ nó không dùng động cơ AC servo như bây giờ. Thì cái động cơ AC này để điều khiển được cái vận tốc của nó mà không làm giảm khả năng tải là nó có một cái driver rất là đặc biệt là những cái hãng như hãng Fanuc. Thì cái hãng Fanuc này nó làm cái động cơ, nó làm cái driver rất là tốt, nhưng mà linh kiện thay thế là không có. Đó. Và cái cơ chế để nó điều khiển cái vận tốc này là rất là đặc biệt. Đó. Thì lúc đó ai mà chỉ riêng việc mà sửa những cái bo driver này để phục hồi lại cho driver DC này là kiếm được khối tiền luôn. Hiện giờ thì vấn đề này nó dễ dàng rồi, dễ dàng là dùng động cơ AC rồi dụng cụ phụ tùng là dễ dàng, có tiền là có thôi, đúng không? Ok rồi, thì cái bài giảng hôm sau thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cái các cái phương pháp để điều khiển cái tốc độ của động cơ DC mà hạn chế làm giảm cái khả năng tải trong cái buổi phía sau. Thì để review lại cái kiến thức về động cơ điện thì có một cái bài quiz được post lên cái bài quiz, thì mấy em vào cái bài quiz đó trên cái trang VK Learning để làm và nộp, thời hạn cũng có trên đó luôn nha. Ok, chào mấy em.